Theo đại diện của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, việc phát sóng các chương trình truyền hình đặc sắc lên YouTube và các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter là một hướng đi hoàn toàn mới mà VTC là đài truyền hình đầu tiên tại Việt Nam triển khai. Trong thời gian chưa đầy 4 tháng thử nghiệm, kênh VTCTube đã thu hút gần 4 triệu lượt truy cập và đón nhận hàng trăm nghìn phản hồi qua địa chỉ youtube.com/VTCTV. Nhiều chương trình hay người ta chiếu trong giờ hành chính, mình rất là khó xem. Tuy nhiên nếu mà đăng tải lên YouTube mình xem được những cái đấy, mình thấy hay, mình cũng có thể đi chia sẻ với bạn bè của mình. Không phải ai cũng có thời gian xem TV hàng ngày bởi vì người ta còn đi làm hay gì đó. Còn nếu mà có ở trên giống như các kênh YouTube ấy, thì mọi người có thể xem bất kỳ lúc nào. Cũng theo VTC thì với tính năng truyền hình trực tiếp vừa được YouTube thiết lập cho các đối tác lớn, trong dịp Tết này, VTCTube sẽ truyền tải đầy đủ không khí nô nức đón Tết từ quê nhà tới 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài một cách hiệu quả. Với 72 giờ đồng hồ liên tục truyền hình trực tiếp, bắt đầu từ chiều ngày 30 Tết, VTCTube sẽ mang tới cho kiều bào một cầu truyền hình quy mô lớn nối các điểm cầu tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Ngoài ra, đài truyền hình kỹ thuật số cũng sẽ trực tiếp trên YouTube một loạt các bản tin mô tả không khí đón Tết, phong tục đón Tết cổ truyền của người Việt ở các vùng miền và cả ở một số quốc gia trên thế giới. Tiếp đó là các chương trình giải trí đặc sắc được phát giải rác từ mùng 1 cho đến hết mùng 3 Tết. Thực tế cho thấy, thời gian vừa qua, các sự kiện truyền hình trực tiếp trên VTCTube thu hút lượng truy cập đáng kể. Có những sự kiện thu hút tới 45.000 người xem đồng thời, kèm theo 10.000 phản hồi từ hơn 100 quốc gia trên thế giới. Ngoài Việt Nam, 9 quốc gia có lượng truy cập tới VTCTube lớn nhất lần lượt là Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Đức, Thái Lan, Séc, Canada. Vì vậy, đại diện VTC cho rằng việc phát sóng trực tiếp các chương trình Tết đến YouTube để phục vụ kiều bào là giải pháp đặc biệt khả thi trong việc mang Tết quê hương đến với đồng bào xa tổ quốc. Từ trước đến nay thì các kênh truyền hình ở Việt Nam mà vươn tới được với khán giả kiều bào thì cũng không phải vươn tới ở một cái phạm vi cái vùng phủ nó đủ lớn. Và cái thứ hai nữa là với những cái tiện ích mà VTCTube có được thì chúng tôi cũng hy vọng là kiều bào có thể sẽ được tiếp nhận những cái thông tin này một cách thông suốt. Chuẩn bị đón giao thừa của người dân thành phố cũng không kém. Cũng theo đại diện VTC, không những chỉ truyền hình trực tiếp, từ mùng 1 Tết Giáp Ngọ, VTC còn đăng tải trên VTCTube một loạt series phim mang đậm bản sắc văn hóa như chọn bộ 8 tập Hài Táo Quân, phim Hài Tết, Ván Cờ Vồ và các phim truyện Việt Nam như Tết Vào, Tết Ra, Tết Không Chỉ Có Hoa Đào, Tết Này Ai Đến Sông Nhà. Khán giả trong và ngoài nước cũng sẽ có cơ hội theo dõi các show giải trí đặc sắc như Star Online, bình luận thể thao tất niên, khúc hát quê hương và hòa tấu nhạc Việt.